Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quỳnh TV. Chúng ta thường hay nghe mọi người truyền tai nhau về ông Kỵ, ông Ba Bị, đặc biệt là với trẻ con. Nhân vật này vẫn luôn được người lớn đem ra để hù dọa chúng nhằm những mục đích khác nhau. Từ đó nhân vật này luôn là nỗi ám ảnh của bọn trẻ mỗi khi được nhắc đến. Vậy ông Kỵ, ông Ba Bị là ai và tại sao lại làm bọn trẻ sợ hãi khi vẫn chưa một lần thấy mặt mà chỉ hiện lên trong trí tưởng tượng của bọn trẻ qua lời kể của người lớn? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu. Ông Kỵ, ông Ba Bị là ai? Vì sao trẻ lại sợ? Chúng ta thường hay nghe mọi người truyền tai nhau về ông Kỵ, ông Ba Bị, đặc biệt với trẻ con, nhân vật này vẫn luôn được những người lớn đem ra để hù dọa chúng nhằm những mục đích khác nhau. Từ đó nhân vật này luôn là nỗi ám ảnh của bọn trẻ mỗi khi được nhắc đến. Vậy ông Kỵ, ông Ba Bị là ai và tại sao lại làm bọn trẻ sợ khi vẫn chưa một lần thấy mặt mà chỉ hiện lên trong trí tưởng tượng của bọn trẻ qua lời kể của người lớn? Ông Kỵ, ông Ba Bị, hung thần của bao thế hệ, có lẽ như là một thói quen, mỗi khi trẻ con quấy khóc hoặc nghịch ngợm quá đà là người lớn cha mẹ thường đem các nhân vật đáng sợ ra để răn dọa, ví dụ như ngáo gợp, hoặc ông Mặt Đen hay ông Ba Bị, hoặc những nhân vật dốc đội bình thường mà không ai hiểu nguyên nhân, như chú công an, bác thợ điện. Nhưng trong số đó có lẽ ngáo ợp và ông Ba Bị là nhân vật được đem ra sử dụng nhiều nhất. Vậy ông Ba Bị có nguồn gốc từ đâu, xuất thân thế nào, con người ra sao mà lại trở thành nỗi khiếp sợ của bao lứa đứa trẻ? Theo dân gian kể thì đó là một người đàn ông đen đủi, gớm ghiếc, vai mang ba cái bị lớn. Hễ đứa trẻ nào không ngoan khóc mãi mà không chịu nín là ông Ba Bị sẽ tới bắt bỏ và bị mang đi mất, không cho ở với cha mẹ nữa. Trẻ nhỏ nghe nói đến ông Ba Bị thì sợ hãi nín ngay. Thực chất đây là những tay bắt cóc trẻ em chuyên nghiệp. Chính trong số những đứa trẻ bị bắt vào Nam trong thời ấy trở thành ông tổ của anh em nhà Tây Sơn, tiêu biểu là anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ, vốn dòng họ Hồ ở Nghệ An. Một đứa trẻ khóc theo sau là những lời dỗ dành của người lớn. Sự ngon ngọt nhiều lúc đem lại hiệu quả khiến đứa trẻ lại vui cười, hay ít nhất là thôi không còn ti tỉ đến sốt cả ruột nữa. Thế nhưng có nhiều đứa trẻ hay hờn, những lời dỗ ngon ngọt nựng nịu không mấy khi có tác dụng. Lúc này sự sáng tạo trong cách giáo dục của người xưa là nghĩ đến phương thức giả dẫm. Thế là hàng loạt những nhân vật hình tượng quái quỷ được nặn ra gớm ghiếc mà ông Kỵ là một sáng tạo, vừa gần gũi vừa điển hình. Ông Kỵ hay còn được biết đến với cái tên ông Ba Bị, là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Việt Nam, thường được miêu tả có ngoại hình đáng sợ, vô cùng xấu xí với chín quai 12 con mắt. Theo truyền thuyết, Ba Bị có sở thích là bắt cóc trẻ con hư, chính vì đã dần trở thành hung thần đối với bao lớp trẻ em. Theo nhiều nhà nghiên cứu, vào năm 1608 xảy ra mất mùa lớn khắp từ Nghệ An ra các tỉnh miền Bắc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng bắt cóc trẻ em tăng cao. Hình tượng ông Ba Bị cũng xuất hiện trong giai đoạn này. Theo mô tả, đó là một người đàn ông cao to nhưng đen đúa, xấu xí, mang theo mình ba chiếc bị lớn, thường bắt cóc trẻ em hư hỏng và bị đem đi, không cho ở với bố mẹ nữa. Theo nhiều dị bản khác, chúng ta có thể hiểu rõ hơn định nghĩa chín quai 12 con mắt là như thế nào. Chuyện kể rằng do mất mùa nên nhiều kẻ đi bắt cóc trẻ em đem bán lấy tiền. Chúng thường đi thành tốp 6 người, cứ 2 người thì vác một cái túi cối rất to nên có tên là Ba Bị. Mặt khác, mỗi cái bị lại có 3 quai nên cả tốp 6 người gọi là chín quai 12 con mắt. Chúng thường đi lượn lờ tại các làng ven biển rình rập để bắt lấy những đứa trẻ lang thang chơi một mình, sau đó chạy nhanh lên thuyền rồi cao chạy xa bay. Do tình trạng này xảy ra quá nhiều và để lại nỗi đau quá lớn cho các gia đình bị hại, cũng như nỗi sợ hãi cho mọi người xung quanh, dần dần dân gian lấy hình tượng ông Ba bị xấu xí, đáng sợ để răn đe trẻ em tránh những tình huống đáng sợ đó. Theo nhiều lời kể là vậy, nhưng trên thực tế không chỉ Việt Nam, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng sử dụng những nhân vật có hình tượng xấu xí
đáng sợ để răng dọa trẻ nhỏ, có thể kể đến như Oku, quái vật luân truyền thuyết Thổ Nhĩ Kỳ, Tobalan của dân gian Bulgari, Ubima linh hồn đáng sợ của Nhật Bản, hay là Baba Roga yêu quái tại các nước Đông Âu. Vậy tại sao ông kệ, ông ba bị lại trở thành hung thần đáng sợ trong mắt những đứa trẻ? Thực tế dân gian dựa trên những hiện tượng sự việc từng xảy ra, đang xen thêm là trí tưởng tượng vô cùng phong phú để khắc họa nên hình ảnh của một nhân vật vô cùng đáng sợ. Hay như theo một cuốn từ điển khác, ông ba bị 9 quai 12 con mắt là giống người kỳ lạ xấu xí, được bịa ra để giả trẻ em, còn nghĩa bóng thì chỉ người xấu xí tồi tàn. Còn đối với trẻ em, sự nhận thức non nớt như tờ giấy trắng cùng với trí tưởng tượng mạnh mẽ dễ hình dung ra hình ảnh của một con quái vật vô cùng xấu xí đáng sợ với 9 quai và 12 con mắt. Như vậy thì có đứa bé nào đủ dũng cảm để nín bặt khi bị giả nạt cơ chứ? Nhớ về ngày còn bé, mỗi lần khóc nhè, ai cũng thấy cha mẹ hay ông bà mình chỉ ngay tay lên vách và giả: ông kệ kìa, nín ngay chưa. Và quả thật kỳ lạ, tiếng khóc bỗng câm bặt, không gian dường như lắng xuống trong sự sợ hãi của đứa trẻ và sự hả hê đắc ý của những người lớn. Thế là một sản phẩm tưởng tượng của các cụ đã trở thành một công cụ giáo dục đắc lực cho hàng ngàn đời. Với hình tượng đó, vô hình chung những lỗi lầm về việc giả dẫm con trẻ không còn là của người lớn, mà cái ác lại hoàn toàn thuộc trách nhiệm của một thế lực vô hình đáng sợ, và người lớn trở thành thật thánh thiện và uy nghi. Chúng ta, những người lớn đã qua thời con trẻ, hình ảnh ông kỵ đã không còn hiệu lực giả dẫm. Thế nhưng những gì sợ hãi mà ngày bé trải nghiệm đã được truyền đến cho thế hệ con cháu, những ông bố bà mẹ tương lai. Ông kỵ ba bị sản phẩm tinh hoa của cha ông, một hình tượng sáng tạo tài tình của văn hóa mà chúng ta đã sẽ mãi mãi suy ngẫm, không thể thay thế được. Qua câu chuyện này, hy vọng sẽ đem lại nhiều thông tin cho các bạn về nhân vật được xem là truyền thuyết của nhiều thế hệ, đưa chúng ta trở về với quá khứ tuổi thơ của một thời mình trải qua cùng với nhân vật hung thần này, cũng như có cách áp dụng đúng đắn vừa phải để trẻ nhà mình ngoan hơn mà không bị ảnh hưởng xấu đến tâm lý.